Tại sao nó lại cung cầu? Nó lại ảnh hưởng đến cái giá bất động sản. Thì chúng ta thấy rằng như này, chúng ta xác định cung là gì ạ? Gọi là cái người bán hàng, sản phẩm cung ứng. Cầu đây là người mua. Khi mà thị trường số lượng người bán nhiều hơn người mua, giai đoạn này giá bất động sản đi xuống. Rất nhiều người chào bán bất động sản nhưng mà ít người mua, tâm lý mọi người sợ. Thì đây là giai đoạn mà chúng ta mua vào. Đó, các bạn lưu ý nhé. Và nó đang trùng với giai đoạn này là giai đoạn 2023 này. Ở mọi người gì ạ? Đang hốt không dám đầu tư. Khi đấy đến đây là chúng ta thấy là cung lớn hơn cầu. Cung lớn hơn cầu thì thị trường, giá thị trường sẽ giảm. Cung bằng cầu thì giá thị trường, có là giá thị trường nó đi ngang. Nó sẽ đi ngang trong cái thời kỳ mà có nghĩa là người bán người mua bằng nhau, không có sự chênh lệch. Còn khi mà cung lớn hơn cầu sao? Cung lớn cầu lúc này thị trường bắt đầu nóng sốt. Và lúc này thì việc chúng ta là gì ạ? Bán nếu có và chờ đến khi nào thị trường xuống chúng ta mua. Là các bạn chỉ cần gì ạ? Dành ra khoảng 15 phút đến 2 phút bạn mua được 4 bất động sản. Và bạn để đó chờ đến đúng cái chu kỳ của nó. Nó lên đến gần đỉnh thì các bạn đi. Và bạn chờ đến cái giai đoạn tiếp theo nó xuống thì chúng ta lại mua vào. Và khi mà chúng ta rút ra rồi thì chúng ta có thể gì? Chúng ta chuyển sang vàng. Chúng ta chuyển sang mua vàng thôi. Cái điều này bình thường. À, chúng ta giữ lại thì chúng ta chỉ giữ lại những bất động sản nào, những bất động sản nào mà nó có khả năng tạo dòng tiền. Còn bất động sản không có khả năng tạo dòng tiền thì gì ạ? Nếu như chúng ta thấy rằng nó ở một cái điểm đỉnh rồi, chúng ta bán. Các bạn thấy thị trường thì nó sẽ có những cái giai đoạn, có nghĩa là nó sẽ đi theo hành sin, có thể lên xong lại nhịp xuống, xong lại lên nhịp xuống, lên. Thì cái việc mà các bạn, nếu như các bạn tinh ý, các bạn nắm bắt được cái thị trường, các bạn đoán biết được cái cung cầu này, thì các bạn sẽ biết điểm nào vào, điểm nào ra. Nhưng mà thường nó sẽ theo chu kỳ. Và chu kỳ của bất động sản thì các bạn thấy rằng là chu kỳ nó sẽ rơi khoảng 10 năm.